Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay trên fanpage Buma phát cho anh em một cái code mới, cái code mà dự đoán ô chữ ấy, nhớ ơn người dùng nước cái đợt sự kiện lễ Tết Dỗ Tổ Hùng Vương hình như diễn ra ngày đến hết ngày 22, ngày 23 trao quà thì phải. Code thì ở đấy cụ thể nó có gì thì đây mình nhận được rồi, mình cho anh em xem qua này. Với cả cái đấy nó cũng sống quá, mình bận mình không làm mấy cái review hướng dẫn anh em ấy. Với cả lần này hình như vẫn còn một cái sự kiện nữa để cho anh em trong group nha, trong group nhóm mà chứ không phải trên fanpage đâu, anh em kiếm được một cái code hình như phần quà nó cũng được giá trị tương tự với những phần quà này này anh em này, cũng được kim cương, cũng được ngọc triệu hồi cao cấp, ở đâu cũng được đá thần bí, lại lộn nói nha, đá thức tỉnh, ngọc rồng thì chọn, à ngọc rồng ngẫu nhiên, cứ bị nói lộn cái bàn đấy anh em nhở, đá năng lượng này, code này thì có cũng được mà không có thì cũng không được, tại vì nó có đá là chắc chắn là quan trọng rồi. Nói lộn líu hết cả lưỡi nha. 10 đá. Cái code mà mình muốn giới thiệu với anh em vào cái sự kiện trên group này thì anh em phải tham gia vào cái nhóm này cơ. Cái nhóm này thì hiện tại là được 31.900 thành viên rồi đây. Nhóm này nhóm gen 4 anh em ạ. Anh em phải vào nhóm này anh em mới tham dự sự kiện này. Đó là cái sự kiện khoe Vegeta cùng Kie này. Code nó cũng giống như cái code trên thôi, 500 kim cương, 10 mảnh SS. Khác. Cái kia là được ngọc rồng ngẫu nhiên, cái này thì được 10 mảnh SS, 10 đá thức tỉnh, 200 đá năng lượng này. Sự kiện đến hết ngày 25 tháng 4. Đến hết ngày nha, 23:59. Còn cái sự kiện Dỗ Tổ Hùng Vương kia thì nó kết thúc rồi, những em nào đăng ký Gmail trả lời đúng đáp án thì mới được quà cơ. Còn sự kiện dự đoán Vegeta này thì chưa kết thúc đâu, còn mấy hôm nữa nó mới kết thúc cơ. Hôm nay là ngày 23 và ngày 24, 25. Mình thấy cũng đông đông anh em vào đây đấy, đây là nhóm riêng tư. Chỉ việc post hình Vegeta lên thôi, xong anh em điền cái Gmail mà anh em muốn nhận vào là được. Thì từ tầm bây giờ đến ngày 25 cũng là một cơ hội để cho anh em kiếm cốt. Cốt này thì nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà không có thì nó cũng hơi nhột đấy anh em. 10 đá cơ mà, thêm kim cương nữa cũng ổn. Anh em nông dân mà có thêm đá là vui lắm rồi, có gì đâu mà chê anh em. Nghèo đói quá, ai cho cái gì thì mình cũng xin. Đấy, anh mình cũng nghèo lắm, anh em cứ cho cái gì mình nhận hết, không có chối từ đâu cả. Hết rồi. Không biết cái sự kiện đen thú này ở bên server anh em quét đến đâu rồi nhỉ. Bác Tùng bác ấy lại quét lấy cư sư về chơi rồi. Bác Tùng với bác Táo đang đua nhau đây. Top 1, top 2 với server của mình đang đua nhau đây nha. Ghê quá nhờ. Đợt này bác Náo cũng bắt đầu khô máu rồi sao ấy. Chiến lược lên là mầm này anh em này. 287 triệu à. Không đơn giản. Bác bắt đầu xóa rồi anh em ơi. Xóa rồi. Bắt đầu xả kim cương rồi. Về con pizza này cũng lên 3 sao rồi này. Những địch thủ chính của chúng ta trong team trong cái server mà chúng ta đang chơi ấy, khi mà thăng tiến ở bậc sức mạnh thì anh em phải hết sức lưu tâm. Để tiếp tục tính toán một cái con đường tiếp theo, chúng ta nên làm gì, chúng ta chơi gì ở đây. Quả trưởng của mình một team của Mr. Táo không gây là sốc sát thương nữa, mặc dù có bạo kích nha, mặc dù có bạo kích nhưng mà không sốc được này. Team Mr. Táo bắt đầu nâng đều để tránh sốc chết một thành viên đây anh em. Mình tăng lực chiến thì không có nghĩa là địch thủ của chúng ta dừng chân tại chỗ. Địch thủ của chúng ta có khi còn tăng gấp rưỡi gấp đôi mình. Nên là chúng ta không thể bỏ cuộc được.
anh em vẫn phải tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực, hãy đỡ của công ty của tôi. Tìm ba kỹ mà cái đòi đen đấy nhờ, bị dính sợ hãi. Từ đầu tuần đến giờ thì mình vẫn giữ được top 2 này, nhưng khi bắt đầu có cái sự kiện liên thú này diễn ra thì bác táo bác bắt đầu xóa tài nguyên rồi, xóa kim cương bắt đầu đua đấy. Nhìn cái team lên đều này là thảm họa đối với ve. Bắt đầu xóa rồi anh em. Mấy lúc này lên lên vào 210 hết rồi. Liên tục cập nhật những trận đấu kèo căng giữa hai bên. Đá xong hai lượt là bị khiêu khích. Hết cửa làm ăn. Hai con bư này. Con bư béo này có khi còn kinh hơn con ma vương bư ở cái khoản khống chế Vegeta. Được thật đấy. Bây giờ mà ăn chocolate thì thôi. Ăn chocolate thì thôi. Cứng chưa? Anh em nhìn em tìm bây giờ mắc táo cứng chưa? Một quả trưởng không ăn thua. Chưa sốc chết được. Đây rồi, ngon. Anh em nhìn thấy không? Mãi chúng ta mới có cơ hội để đánh. 3-1. Đỡ được cho chúng ta bao nhiêu quả nữa đây, xeo ơi. Ôi. Ôi giời ơi. Sợ thật. Đi ra 3 sao này. Tham gáy liệu còn còn không? Tham liệu chúng ta gáy liệu có còn nữa không? Sau khi bác táo bắt đầu sốc, sốc tim của mình lên. Ngày hôm qua đây, ngày hôm qua vẫn top 2 đây, mà ngày hôm nay mình nghĩ khó rồi. Khó lấy lại được top 2 rồi. Phải đợi. Mình đợi đủ tài nguyên lên về 4 sao chắc lấy lại được top 2 thôi. Pizza hoặc táo này. 166 triệu rồi, làm tròn là cũng 1,7 ức. Đâu có kém gì con này của mình đâu. Ghê quá nhỏ. Mấy người anh em đua nhau quá quá trời. Thế thôi, như bảo có lẽ clip của mình cũng xin lại tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye.